À, chúng ta tiếp tục chuyên đề 6 với lại chủ đề thứ tư. Đó là liên quan đến bài toán mạch điện xoay chiều RLC mà lại có điện trở R thay đổi. Về mặt phương pháp, chúng ta cần nhớ những cái nội dung sau đây. Cái bài toán thứ nhất ấy, là người ta sẽ yêu cầu mình là này biện luận tìm xem giá trị của R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại. Tìm R để công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại. À, thế ở đây thầy sẽ chứng minh công thức là P bằng I bình R. Do đó, cái này bằng U bình nhân với R trên R bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình phương. Thầy chia cả tử cả mẫu cho R thì nó thành U bình trên gì? R bình chia R, còn R cộng cái thằng sau ZL trừ ZC tất cả bình trên R. À, thế thì tử là hằng số, mẫu thay đổi. Vậy thì P sẽ đạt giá trị lớn nhất khi mẫu số thế nào? À, mẫu số đạt giá trị nhỏ nhất. Mà chúng ta nhìn hai cái số này, đây là hai số dương. Vì R cộng với ZL trừ ZC tất cả bình trên R. Tổng của hai số dương thì lại luôn lớn bằng hai lần căn tích của chúng. Mà căn tích của hai thằng này R biến thiên mà nhân vào hai cái số này nó lại mất R đi. À, vậy lớn bằng hai lần trị tuyệt đối của ZL trừ ZC. À, đây là nội dung của bất đẳng thức Cauchy trong toán học, đúng không? À, dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi R bằng ZL trừ ZC bình trên R. À, điều đó có nghĩa là khi và chỉ khi R bằng gì nhỉ? À, trị tuyệt đối ZL trừ ZC. À, thế thì cái cuối cùng, cái kết luận mà chúng ta cần nhớ sau khi thầy chứng minh công thức này, đó là R phải bằng trị tuyệt đối ZL trừ ZC thì công suất sẽ đạt giá trị lớn nhất. Và cái giá trị lớn nhất của công suất ở đây bằng gì? À, U bình chia cho hai lần trị tuyệt đối ZL trừ ZC. Đấy là kết luận nha. Và cũng có một cái chú ý là nếu cuộn dây mà lại có điện trở thuần R. À, nếu cuộn dây có điện trở thuần R thì giải quyết thế nào? À, thì cũng tương tự như vậy. Tức là này, khi mà R lớn cộng với R nhỏ bằng trị tuyệt đối ZL trừ ZC thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch cũng là cực đại. Và công suất tiêu thụ cực đại này cũng bằng là U bình trên hai lần trị tuyệt đối ZL trừ ZC. À, như vậy có một cái mà chúng ta cần nhớ đó là trong cái mạch RLC ấy, à, thì những cái thành phần giống nhau thường cái tổng trở của nó cộng với nhau, ví dụ như là cùng là điện trở cộng các điện trở với nhau, cùng là cuộn dây cộng các cái cảm kháng với nhau, cùng là tụ điện cộng các cái dung kháng với nhau, đúng nào? Đấy là bài toán thứ nhất. Bài toán thứ hai mà hay gặp ở trong cái dạng mạch RLC mà lại có điện trở R thay đổi, đó là như này. Khi R có giá trị R1 hoặc R có giá trị R2 thì thấy rằng công suất P1 bằng với P2. Người ta mới hỏi là thế thì R bằng bao nhiêu thì công suất sẽ đạt giá trị lớn nhất. À, đấy là cái bài toán thứ hai cũng rất hay thường gặp. Thế thì về thể chứng minh công thức P1 bằng P2, điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ là U bình nhân R1 trên R1 bình cộng ZL trừ ZC bình sẽ bằng U bình nhân R2 trên R2 bình cộng với ZL trừ đi ZC bình phương.
À thế chúng ta biết là u bình giản ước hết u bình à, u bình giản ước u bình thì nhân chéo lên thì thầy được cái gì nào? R1 nhân với R2 bình cộng với R1 nhân ZL trừ ZC tất cả bình sẽ bằng R2 nhân R1 bình cộng với R2 nhân ZL trừ đi ZC tất cả bình phương. À, thầy chuyển vế sang R1, R2 thì nhóm ra ngoài. Trong còn R2 trừ đi R1. Thầy chuyển ZL trừ ZC bình sang phía bên kia của cái phương trình này. ZL trừ ZC tất cả bình nhóm ra ngoài. Trong còn R2 trừ đi R1. Rõ ràng là R2 và R1 là hai giá trị khác nhau. Cho nên đây ta hoàn toàn có thể giải nước đi. À, thế thì chứng tỏ rằng hệ quả đó là R1 nhân với R2 bằng ZL trừ ZC tất cả bình. À, nhìn tinh ý một chút, chuyển sang bên này. Khi mà R bằng trị tuyệt đối ZL trừ ZC thì P mắc. Vậy thì ở đây đề bài nó lại không cho ZL cũng chẳng cho ZC mà lại cho R1 và R2. Thế thì R1 nhân R2 nó lại bằng gì đây? ZL trừ ZC bình. À, do đó thì mình nhớ kết luận như này cho thầy là khi R nó bằng trị đối ZL trừ ZC gì? À, chính là căn của R1 nhân với R2. À, thì sao? Thì P sẽ đạt giá trị lớn nhất. Mà P đạt giá trị lớn nhất bằng U bình trên hai lần trị tuyệt đối ZL trừ ZC. Vậy đây nó là gì? U bình trên hai lần căn của R1 nhân với R2. À, như vậy là cho hai giá trị R1, R2 khác nhau mà công suất như nhau thì mình hoàn toàn có thể tìm ra được điều kiện R phải bằng bao nhiêu để mà công suất lớn nhất, và mình cũng có luôn cái công thức tính công suất cực đại theo R1 và R2. À, thế thì ở đây thầy cũng nhắc lại một lần nữa là vì cái môn vật lý của chúng ta được thi trắc nghiệm cho nên là chúng ta nhớ được càng nhiều hệ quả càng tốt, và cái hệ quả càng gần đáp số thì chúng ta sẽ làm trắc nghiệm nó càng nhanh. Tôi đi vận dụng. Bài đầu tiên, nội dung của đề bài như sau. Đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C bằng 10 mũ trừ 4 trên pi farad mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu ứng thế xoay chiều 100V 500 Hz. Thay đổi giá trị biến trở thì công suất đạt giá trị cực đại bằng 50W. Hỏi độ tự cảm của cuộn dây bằng bao nhiêu? À, như vậy thầy có thể tóm tắt như này. Có thể vẽ những cái này ra chúng ta dễ hình dung. R thay đổi được gọi là biến trở. L C. À, thì trong đó C cho rồi. C bằng 10 mũ trừ 4 trên pi farad. U đặt vào có hiệu thế hiệu dụng là 100V. Tần số 50 Hz. thì thấy rằng này P mắc, người ta điều chỉnh các giá trị của R thì nó bằng 50W. Yêu cầu là hãy tính xem hệ số tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu. À, thế bây giờ chúng ta sẽ biến đổi. F bằng 50 Hz thì thầy tính được omega. À, omega bằng 2 pi f. Vậy bằng 100 pi radian trên giây. Có omega rồi, thầy tính ZC luôn. À, ZC sẽ bằng 1 trên omega C. Ở đây nhẩm ra, chúng ta ra được nó là 100 ohm. P mắc bằng 50W. R thay đổi. Thế thì ta phải nhớ hệ quả luôn. À, thế thì khi R thay đổi
Thì sao? Thì P max bằng gì? P max sẽ bằng U bình trên 2 lần trị tuyệt đối ZL trừ ZC. Khi nào? À, khi mà R bằng trị tuyệt đối ZL trừ đi ZC. À, do đó ở đây chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được ZL rồi. Vậy thì tương đương với gì? U bình thầy có rồi, P max thầy có rồi. Vậy tương đương với là ZL trừ đi ZC trị tuyệt đối sẽ bằng U bình chia cho 2 P max. À, thay số vào đi. 100 bình chia cho 2 nhân với 50. À, vậy cái này bằng 100. À, thế mà cái ZC lại bằng 100 ohm rồi. Vậy thì rõ ràng là ZL trừ ZC không thể bằng âm 100 được, mà phải bằng dương 100. Do đó ZL phải bằng 200 ohm. Mà ZL bằng 200 ohm thì thầy rút ra được là L sẽ phải bằng ZL chia cho omega, như vậy bằng 2 trên pi, đơn vị là Henry. Như vậy cái bài toán số 1 cũng tương đối là đơn giản. Nó bằng 2 trên pi Henry. Đấy là giá trị của L. Ta chuyển sang bài số 2. Mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp U bằng U0 cốt của 100 pT V. Thay đổi R thì thấy với hai giá trị R1 bằng 45 ohm và R2 bằng 80 ohm thì mạch tiêu thụ một công suất đều bằng 80W. Hỏi công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại bằng bao nhiêu? À, thì chúng ta phải phân tích. Mạch này thì gồm biến trở R mắc nối tiếp với lại cuộn dây thuần cảm thôi. Thế mà khi R bằng 45 ohm rồi R2 bằng 80 ohm thì thấy rằng là công suất P1 lại bằng với P2 và bằng 80W. Hỏi rằng P max phải bằng bao nhiêu? À, thế thì chúng ta biết là như này. Cường độ, cái gọi là công suất sẽ đạt giá trị cực đại khi mà R bằng gì? Trị tuyệt đối ZL trừ ZC. À, nhưng mà đây là cho R1 và R2 thì chúng ta đã chứng minh được rằng khi R bằng R1 và R bằng R2 thì công suất tiêu thụ như nhau, dẫn tới R1 nhân R2 bằng ZL trừ ZC bình. À, vậy thì ta sẽ dùng hệ quả như này. Áp dụng công thức. U bình nhân với R1 trên R1 bình cộng với ZL bình thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 80. À, thế thì ở đây thầy có thể rút ra được cái gì nào? À, R1 là 45. Như vậy ta sẽ có một cái mối liên hệ giữa U và ZL. Thế được, khi mà R bằng căn của R1 nhân với R2 thì P nó sẽ đạt giá trị cực đại. Thì P max bằng gì? P max sẽ bằng U bình chia cho 2 lần căn của R1 nhân với R2. À, thế thì bây giờ R1, R2 có rồi. Vậy cái vướng mắc của mình là cái U. Thế thì thầy lại thay khai triển cái U ở đây. Ta lại biết là R bằng căn của ZL, căn của R1, R2 nó lại chính bằng là trị tuyệt đối ZL trừ ZC. Nhưng đây lại chính bằng ZL, rất may. Vậy suy ra ZL sẽ bằng căn của 45 mà nhân với 80. Cái ZL này bằng bao nhiêu? 60 ohm. Đấy. Thế thì thầy thay cái ZL đấy vào cái biểu thức số 1 đây. Thay vào 1 thì thầy sẽ được này, U bình nhân với R1 là 45 trên 45 bình cộng với 60 bình thì bằng 80. Vậy suy ra U bình sẽ bằng là
80 nhân với 45 bình cộng với 60 bình chia cho 45. Cái mà chúng ta cần tính P max, đây này, U bình trên 2 lần căn R1, R2. Vậy thì P max sẽ chính bằng U bình trên 2 lần của căn này chính là 60. À, như vậy là 2 nhân với 60. Thì thay cái U bình vào đây, à, thì nó là 80 mà nhân với 45 bình cộng với 60 bình chia cho 2 lần 45 nhân với lại 60. À, thì thay số bấm máy tính, ở đây thay số rồi, chúng ta chỉ việc bấm máy tính ra thì kết quả thu được ở đây nó sẽ là 250/3. 250/3 watt. Chúng ta sang bài số 3. Nội dung của đề bài như sau. Một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm các cái bộ phận sau đây mắc nối tiếp: một biến trở, một cuộn cảm L bằng 9/100 pH. Cho biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB bằng 5 căn 2. Cos của 100 pt V. Hãy xác định giá trị của R của biến trở để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất và tính giá trị lớn nhất này. À, như vậy là R bằng bao nhiêu để Pmax và Pmax thì bằng mấy? À, thế thì bài toán này nó là R này mắc nối tiếp với lại L. Ta nhớ được hệ quả là ta giải quyết bài toán này rất là dễ thôi. Mạch RLC mà có R thay đổi thì R bằng bao nhiêu thì P sẽ mắc. À, R sẽ bằng là trị đối ZL chia C. Như vậy là R bằng trị tuyệt đối ZL trừ ZC thì P mắc. Nhưng mà vấn đề là ở đây có C không nhỉ? À không có. Vậy nó bằng ZL. Như vậy là R bằng ZL. Mà ZL thì lại bằng omega nhân với lại L. Nhìn vào cái biểu thức của U này, chúng ta rút ra được omega nó là 100 pi nhân vào kia. À vậy thì R nó bằng 9 ohm. Thế vấn đề Pmax ta có nhớ biểu thức của nó không? À Pmax sẽ bằng là U bình trên 2 lần trị tuyệt đối ZL trừ ZC. Nhưng ở đây C có không? À không có. Vậy thì nó bằng U bình trên 2 nhân với 9. Thế thay số vào, U hiệu dụng của mình bằng U cực đại chia căn 2. Vậy nó là 5 bình mà chia cho 2 nhân với lại 9. Vậy Pmax bằng gì? 25 mà chia 18. 25/18 watt. À vậy thì kết luận là R bằng bao nhiêu thì công suất cực đại, và công suất cực đại bằng bao nhiêu? À thì này, vậy thì R bằng 9 ohm thì công suất đạt giá trị cực đại, và giá trị cực đại bằng 25/18 watt. À như vậy bài này là cái bài tương đối là dễ. Bài 4. À, nội dung đề bài như sau. Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm có một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L bằng 2/pH. L bằng 2/pH. Tụ điện thì có điện dung C nó bằng 10^-4/πF. Hiệu thế đặt vào hai đầu đoạn mạch U nó bằng là 200 cos của 100 pt vôn. À, yêu cầu của bài toán là như thế này. Điều chỉnh R, ở à, đây là biến trở R. R, L và C.
mắc nối tiếp với nhau. Thì điều chỉnh biến trở R để sao cho công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại, tính giá trị R và công suất của mạch khi đó. Như vậy ở đây ta thấy đề bài hỏi R bằng bao nhiêu thì Pmax, và cũng tính luôn cái giá trị Pmax ấy. Thế thì chúng ta phải nhận định ngay như này. Đây là một bài toán mà mạch RLC đầy đủ và chúng ta sử dụng các cái hệ quả. Đó là khi R bằng gì? Trị tuyệt đối ZL trừ ZC. À thế thì lẽ ra mình nên tính cái ZL ZC trước đúng không? Thế thì có thể tính luôn này. ZL bằng omega nhân L 2 trên pi nhân 100 pi. Vậy nó là 100 ohm. À ZC bằng bao nhiêu? À 1 trên omega nhân C. ZL bằng 200 ohm, còn ZC là 100 ohm. Thế thì ở đây ta thay vào, nó sẽ bằng 200 trừ 100, vậy R bằng 100 ohm. Thì sao? Thì công suất sẽ đạt giá trị lớn nhất. Và giá trị lớn nhất của công suất ở đây bằng gì? Bằng U bình trên 2 lần trị tuyệt đối ZL trừ ZC. Ở đây thầy chỉ việc thay số thôi. U cực đại là 200 rồi. Thế thì U hiệu dụng là 100 căn 2. 100 căn 2 bình phương mà lại chia cho 2 nhân với lại 100. À thế thì nó bằng mấy? Cũng bằng 100 watt. Như vậy là cái bài 3 và bài 4 thì nó tương tự nhau. Tuy nhiên bài 3 thì chúng ta cần lưu ý, tức là ở đây bài 3 nó thiếu mất cái tụ điện C thì ta phải cho ZC bằng 0. Như vậy kết luận cho bài 4 là R bằng 100 ohm thì công suất đạt giá trị lớn nhất và bằng 100 watt. Chúng ta sang bài số 5. Cho mạch điện xoay chiều RC mắc nối tiếp có C bằng 31,8 microfarad. Ở đây C bằng 31,8 microfarad. Hiệu ứng thế hai đầu đoạn mạch nó bằng 200 căn 2 cos của 100 pt vôn. Khi thay đổi các giá trị của biến trở với hai giá trị R1 và R2, với R1 khác R2 thì công suất trong mạch đều bằng nhau. À tức là này. R bằng R1 hoặc là R bằng R2 thì P1 bằng với P2. Yêu cầu của câu A là hãy tính R1 nhân R2. A R1 nhân R2 bằng bao nhiêu? À thế thì bài này chúng ta lại phải nhớ lại kiến thức mà mình đã chứng minh. À, đối với trường hợp mà R1 và R2 cho cùng một công suất thì R1 nhân R2 phải bằng gì? À, thì áp dụng hệ quả. Áp dụng hệ quả. R1 nhân với R2 phải bằng ZL trừ ZC bình phương. Nhưng mạch ở đây có L không? À không có. Vậy nó bằng trừ ZC bình phương. Mà ZC bằng bao nhiêu? À thế thì thầy lại tính ZC. ZC bằng 1 trên omega nhân C. Vậy bằng 1 trên 100 pi nhân với C. À 31,8 microfarad, phải đổi ra farad. Như vậy nhân 10 mũ trừ 6. Và này bằng 100 ohm. Vậy thì thầy rút ra được kết quả câu 3. Đó là tích của R1 nhân R2 sẽ phải bằng 100 bình phương. À như vậy đó là 10 mũ 4. Còn nếu mà nói đến đơn vị ở đây thì nó là đơn vị gì nhỉ? À ohm bình phương. Yêu cầu thứ hai của bài toán là như này. Đặt phi 1 và phi 2 lần lượt là độ lệch pha
Giữa điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong hai trường hợp R1 và R2 cho biết là phi 1 thì bằng 2 lần phi 2. Câu B, biết phi 1 bằng 2 lần phi 2. Người ta yêu cầu mình tính này, R1, R2 bằng bao nhiêu, và hãy viết biểu thức của cường độ dòng điện I1, I2 ứng với trường hợp R bằng R1 và R bằng R2 trong hai trường hợp này. Thế thì để giải quyết cái bài toán này, chúng ta phải khai thác được cái này, phi 1 bằng 2 phi 2. Thế ta nhìn này, tang phi 1 bằng gì? Tang phi 1 bằng gì nhỉ? Ở đây không có L, mà trừ ZC chia cho R1. Như vậy bằng trừ 100 trên R1. Tang phi 2 bằng gì? Trừ ZC trên R2, tức là bằng trừ 100 trên R2. Thế mà vì phi 1 bằng 2 lần phi 2, thế chúng ta xem mối quan hệ về cái tang của góc mà góc nhân đôi thì nó như nào. Thì tang của phi 1 sẽ bằng, tang phi 1 sẽ bằng gì? 2 lần tang của phi 2 trên 1 trừ đi tang bình của phi 2. Vậy thì thầy sẽ thay cái tang phi 1 và tang phi 2 theo cái mà chúng ta vừa thiết lập ở đây. Điều này tương đương với này, tang phi 1 trừ 100 trên R1 nó lại bằng 2 lần của trừ 100 trên R2 chia cho cái gì? 1 trừ đi tang bình của phi 2, như vậy là 10 mũ 4 trên R2 bình. Thế thì mình giảm ước bớt đi một chút, hoặc là nhân chéo lên, nhân chéo lên là một cách. Vậy thì ta sẽ được là trừ 100 trên R1, trừ nhân trừ thành cộng, cộng với lại 10 mũ 6 trên R1 nhân với R2 bình. Cái này bằng trừ 200 trên R2. Ở đây chúng ta lại biết là R1 nhân với R2 bằng 10 mũ 4 rồi. Vậy thì ở đây thầy có thể là nhân cả tử với mẫu với lại R1 nhân R2 đi. Nhân cả hai vế, nhân cả hai vế với R1 R2. Vậy thì thầy được này, trừ 100 nhân với R2 cộng với 10 mũ 6 chia cho R2. Bên này bằng trừ 200 R1. Thế vì là R1 nhân R2 bằng 10 mũ 4, vậy thì thầy thay vào đây, nó sẽ là tương đương với như này, trừ 100 nhân R2 cộng với 10 mũ 6 trên R2 sẽ bằng trừ 200. R1 thầy thay bằng 100 bình, tức là 10 mũ 4 trên R2. 10 mũ 4 trên R2. Vậy thì thầy gom nó lại, tương đương này, 10 mũ 6 chuyển sang bên này, sẽ thành là, hoặc là chuyển ngược lại, ta sẽ được là 3 lần 10 mũ 6 trên R2 thì sẽ bằng 100 R2. Vậy thì rút ra được là R2 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? R2 bình nó sẽ bằng là 3 nhân 10 mũ 4. Vậy R2 chính bằng 100 căn 3 ohm. Mà R2 bằng 100 căn 3 ohm thì R1 sẽ bằng 10 mũ 4 chia cho R2. Vậy thì R1 sẽ là 100 trên căn 3 ohm. Nhiệm vụ của mình là làm gì nhỉ? Tính R1, R2. Ta đã làm được một nửa rồi. R1 100 trên căn 3, R2 bằng 100 căn 3. Thế bây giờ viết biểu thức của I1 và I2. Muốn viết biểu thức của I1 và I2, chúng ta sẽ tính gì nào? I0. Thầy tính I01 bằng gì? U0 chia cho Z1.
U0 của thầy là 200 căn 2. Chia cho Z1 của thầy là bao nhiêu? À, căn của R bình, à R1 bình cộng với ZL trừ ZC bình. Nhưng ở đây không có ZL, vậy là cộng với ZC bình thôi. Thì ta sẽ tính ra được cái này bằng bao nhiêu nhỉ? 200 căn 2 trên căn của 100 trên căn 3 bình phương cộng với lại 100 bình. À thì cái Y01 này ta sẽ tính ra nó là 0,5 căn 2. 0,5 căn 2. À thế thì cái kết quả này à không phải là 0,5 căn 2 mà là 0,5 căn 6 ampere. Thế còn một cái nữa mà chúng ta cần quan tâm đó là độ lệch pha giữa U và Y. À thì thầy lại tính là tang của phi 1 nó sẽ bằng gì? Bằng là trừ ZC chia cho R1. Mà ZC thầy là âm 100 chia cho 100 trên căn 3. À vậy thì nó bằng căn 3. Vậy thì tức là phi 1 nó bằng bao nhiêu nhỉ? Âm căn 3. Âm pi trên 3. Do đó cái này lại bằng phi của U trừ đi phi của Y. Mà mình thấy phi của U bằng 0, vậy thì rút ra phi của Y bằng mấy nào? Bằng pi trên 3. Do đó cường độ dòng điện Y1 sẽ bằng 0,5 căn 6. 0,5 căn 6 cốt của 100 pi t cộng với pi trên 3, đơn vị là ampere. Và tương tự như thế chúng ta hoàn toàn có thể viết được cho Y2. À, thì ở đây thầy đọc cái đáp số để chúng ta về nhà có thể kiểm tra lại. Thì Y2 bằng là 0,5 căn 2 cốt của 100 pi t cộng với lại pi trên 6, đơn vị là ampere.